Rồi. Chị bác lên nằm kia là đêm. Bà nói đau đã quá hả? Bà nói đã. Khi mình bấm á, mà bên đây á, mà nó liệt thiệt á, thì nó sẽ giật bên đây. Nhưng mà mình bấm bên đây á, nó chỉ giật bên đây, không có nghĩa là bên đây nó không có liệt. Hiểu không? Bây giờ mình bấm luôn hai chân bên. Không sao. Mỗi người khi mà mình bấm, người ta nói đau thì ơi, thì mình biết mình nữa là thầy đau chứ ba không có đau. Là chứ không. Bà nói nhìn á, thầy thầy ơi em đau quá, thì là mới biết là bà đau. Thầy đau quá thầy ơi, nhưng mà mình biết là mình đau, nó ba không có đau, nên cứ bấm. Dạ, đi đâu hả? Đâu đâu? Đẩy lên chút nữa. Này ghê. Đây là bà là hồi trước bây giờ mà cứ nằm suốt đó mà. Đó là đâu có đó. Bây giờ đứng dậy, bây giờ lần này phải đi nhanh nha, không nhanh là tôi đuổi về tôi không chữa đó nha. Rồi, đứng dậy. Bấm. Rồi, bình tĩnh, vững vàng lại. Rồi. Bước. Ra ra ra. Đi nhanh lên. Rồi, rồi, quay qua đây. Đó. Chưa xuống nhẹ. Rồi, nhanh lên. Không có bán ăn nổ máy. Hay quá, giỏi quá. Bây giờ đi thêm một vòng nữa cho mọi người sướng. Nha. Đi, up, 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 up. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.